Xin chào tất cả các bạn. Lần này NextGen lại tiếp tục đối với các bạn thông qua review và bản cập nhật mới của Wii Mobile Games dành cho bản 5.4. Một bản cập nhật nhỏ với bổ sung chính đó là chế độ chơi sinh tồn. Đây được coi là món quà Tết mà nhà sản xuất dành tặng cho tất cả những người đã ủng hộ cho game bản 5.4. Chế độ chơi sinh tồn thực chất chính là Survival Mode mà bạn từng thấy trong các game bom tấn. Cách chơi chính của chế độ này là bạn phải cố thủ tại một khu vực nhất định và tìm mọi cách làm sao trụ được càng nhiều đợt tấn công của kẻ thù càng tốt. Tuy nhiên, càng về sau thì các đợt tấn công của kẻ thù càng ác liệt hơn và mỗi khi hạ gục được một kẻ thù thì bạn sẽ được một số lượng tiền hoặc điểm nhất định được dùng để mua thêm đạn, súng ống, góp phần gia tăng khả năng sống sót của bạn qua các đợt tấn công của kẻ thù. Kẻ thù trong chế độ chơi sinh tồn được chia làm hai loại chính. Ở hai màn chơi đầu tiên, bạn sẽ gặp lại kẻ thù quen thuộc của mình, đó là thời dân Pháp. Imobi đã đưa quân địch xuất hiện ở khắp mọi nơi, buộc phải luôn quan sát xung quanh để có thể biết được địch tới hướng nào. Cũng may, ở chế độ chơi này, kẻ thù đã bắn không còn rác như ở phần chơi đơn, cũng như các pha cận chiến của chúng không khiến bạn có thể gục ngã ngay tức khắc. Các loại súng mà bạn có thể mua được là gồm tất cả những gì đã xuất hiện trong phần chơi đơn, ngoại trừ các loại súng pháo. Nhìn chung, ở hai màn chơi này không tạo được nhiều khác biệt so với một chơi chính, khiến cho người chơi dễ cảm thấy nhàm chán sau vài đợt tấn công của địch. Khác với hai màn chơi đầu, hai màn chơi tiếp theo của chế độ chơi sinh tồn là tạo được sự khác biệt. Với một cốt truyện hư cấu dựa trên sự kiện lịch sử, Imoi đã tạo ra một không khí huyền bí, âm mưu với việc bạn phải cố gắng cầm cự thoát khỏi những thây ma, hay cũng có thể gọi là cư thi cho gần gũi cũng được. Những thây ma này có nguồn gốc là quân lính thời nhà Thanh nên chúng đều mặc những bộ trang phục thật hung kiến. Qua đó cho thấy được sự đầu tư trong phần thiết kế của Imoi, cho dù đây chỉ là một bản cập nhật nhỏ. Bắt đầu với màn chơi mà điển hình ở đây là màn rừng âm binh. Quang cảnh cũng bình thường như phần chơi đơn, thế nhưng chỉ sau vài giây, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sương mù tụi đập xuất hiện. Chưa hết, các thây ma cũng được nhà sản xuất cho xuất hiện ở khắp mọi nơi và khá khó bị phát hiện. Điều này khiến cho thần kinh của bạn phải căng ra, luôn ở tư thế chuẩn bị chiến đấu. Với góp phần vào đó, hiệu ứng ánh sáng và mưa đã làm tăng thêm chất rùng rợn của màn chơi này, khiến cho game không khác một bộ phim kinh dị. Thiếu sót lớn nhất của bản cập nhật lần này chính là việc game vẫn chưa hỗ trợ chế độ chơi nhiều người hay còn gọi là multiplayer, khiến cho việc cố thủ trước địch cũng như cái thay ma giảm mất phần hào hứng. Phần nhạc nền trong các trò chơi thay ma thì lại không có, cũng như tiếng gầm rú của chúng cũng chưa tạo được nhiều sự ấn tượng. Tuy chỉ là một bản cập nhật nhỏ nhưng EVP đã góp phần làm hâm nóng lại cộng đồng game thủ Việt vốn đang ảm đạm trong những ngày đầu năm. Tuy còn một vài thiếu sót nhưng bản cập nhật này cũng đủ cho các bạn có những giây phút giải trí trước thềm năm mới. Hy vọng trong tương lai EVP sẽ công bố một số bản cập nhật có hỗ trợ multiplayer, hoặc hay hơn nữa là công bố một tựa game mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video review của NextGen về bản cập nhật mới của Wii 5.4. Và tới năm lực cũng sắp tới, NextGen xin chúc các bạn có những giây phút chơi game vui vẻ cũng như xung vầy hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo.